tục luôn, thiệt sự. Gì mà gì mắc cỡ quá hai ơi nữa. Thiệt. Tại nó liên tục luôn, không có kịp cập nhật luôn. Trời đất ơi. Dạ chốt đơn liền giùm em là hết mắc cỡ luôn hai ơi. Hết mắc cỡ liền, mình đẹp là hết mắc cỡ luôn hai ơi nha mọi người ha. Dạ. Kiwi là điêu như kiwi ngon, quấn nó ngon quá là cà nhính là chốt liền giùm em. Chốt liền giùm em nha mọi người ha. Dạ, lịch sử là lịch sự đó thầy. Trời đất ơi. Quá trời là xì chét luôn. Quá trời là xì chét luôn. Sao anh Sơn hiền quá, giả nai đó mọi người. Giả nai đó mọi người. Không hề hiền nha mọi người ha. Dạ mọi người đặt hàng chốt đơn liền giùm em nha mọi người ơi. Chốt đơn liền giùm em nha mọi người ơi. Dạ đặt hàng liền nha, mua sắm ủng hộ chốt đơn đặt hàng ủng hộ ngay bây giờ. Combo giới hạn, số lượng giới hạn thôi mọi người ơi, số lượng có hạn nha mọi người. Thời gian lên mã là rất ít ha mọi người, còn có 9 phút nữa là 10 giờ rồi mọi người ơi. Nào mọi người ơi, quất nào. 9 phút nữa là 10 giờ rồi mọi người ơi. Dạ đặt hàng liền giùm mọi người ơi, ủng hộ liền giùm em nha, ủng hộ liền giùm em. Mức giá quá ok la thì mình mau chóng mình mua, mình được giảm giá rất là nhiều nha mọi người. Mua giá một hũ mình được hai hũ, quá đỉnh luôn. Ở đâu mà có? Ở Colan ha, và ở livestream của anh Hùng ngày hôm nay mọi người ha. Vào chốt liền mọi người ơi. Dạ vào mua ủng hộ giùm cho em nha mọi người ơi, vào mua ủng hộ nha mọi người ha. Dạ đặt hàng liền giùm mọi người ơi, trời đất ơi. Dạ chốt đơn liền giùm em nhanh bây giờ. Là đặt hàng, Sơn giới thiệu sản phẩm, mọi người nói mua ok. Luôn la lên này. Chống nắng hả? À? Đúng rồi. Mọi người ơi, mọi người sử dụng sản phẩm chống nắng, dùng để chống nắng nha mọi người. Nhưng mà nó cũng lên tông nha mọi người. Đó, xài rất đẹp. Có được. Có nhiều bạn comment là xài chống nắng thì không có xài kem nền nữa. Cậu ba đọc thiệp trong mô hình nào? Hai cái mô hình của bà nội cảm ơn lắm. Dạ, nãy mày chưa bóc hả? Bóc mô hình ra cho mọi người xem đi. Cái thiệp đọc chốt đơn đi mọi người. Chống nắng với lại kem giảm thâm. Kem giảm thâm thì mình sử dụng giảm thâm ở các vùng mình cần giảm nhá. Dạ, vùng mông nè, bỉ tai nè, hay là đầu gối. Chỗ nào thâm thì mình giảm chỗ đó. Đúng rồi, đầu gối thâm là mọi người hay quỳ nhiều thì mình tha, đúng không? Dạ. Đó, đây là thiệp trong mô hình nha mọi người. Con này nó cũng siêng nắp mô hình lắm, hôm qua cả ngày nó ngồi nó nắp lâu là tình ái đó. Rồi, mình xin được phép đọc cái thiệp nha. Gửi em đi, cô gái nhỏ của anh. Nếu anh là nhà thơ, anh sẽ viết tặng em những vần thơ cháy bỏng. Nếu anh là nhạc sĩ, anh sẽ viết tặng em những bản tình ca bất ổ. Nếu anh là lập trình viên, anh sẽ viết nên những đoạn mã ngập tràn hương vị tình yêu. Và nếu anh có thể, anh sẽ làm tất cả vì em. Tặng em ngôi nhà của tương lai, ngôi nhà của hạnh phúc. Mình cùng nhau mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nhé. Yeah. Hay ghê. Ha ha, chị đùa thôi, ai mơ. Chị đùa thôi, ai mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì em tự hiểu nha bé. Chị chỉ thử xem anh hạt rẻ có thay đổi sắc mặt. Anh vẫn như thế mà em. À có thay đổi sắc mặt và da vẻ nữa không ấy mà. Anh Hùng ơi đừng làm giá nữa. Giá rẻ lắm. Giá này có xào thịt bò ăn thôi. Ha ha. Quê là quê là quê chung mình quê nhiều. Quê là quê là quê chung mình quê quá. Quê là quê là quê chung mình quê nhiều. Quê chung mình quê quá. Ta có quê đâu, ta đặt cái bức thư theo nội dung cơ mà. Chị Linh quê, quê là quê là quê là quê quá trời. Quê là quê là quê là quê là quê là quê là quê quá trời. Ta đọc tiếp nè. Chị Linh My mua 2 bộ mô hình, em 1 bộ và cô giáo 1 bộ. Thời gian rảnh em có thể lấy ra ráp. Trò này vừa thú vị vừa giúp em tăng thêm sự tập trung. Chị không mua nhiều bộ một lúc vì có nhiều em sẽ bị chán. Ráp xong lại nói chị nha, thương em, Linh My tối nay gặp thầy. Mắc cỡ quá hay ơi, mắc cỡ quá hay ơi. Sinh ra ở
vùng quê mà. Chốt ra vùng quê nha mọi người ơi. Đâu có gì đâu. Mọi người ơi, chốt đâu nha mọi người ơi. Dạ. Mọi người ơi, ủng hộ giùm em nha mọi người ơi. Đâu không có gì hết chứ không có. Ủng hộ liền giùm em nha mọi người ơi. Chốt đơn combo. Hai hũ giá một hũ. Hai hũ giá một hũ mọi người ơi. Giá cho một hũ mà mua được hai hũ vô ủng hộ giùm lùm cho em mọi người ơi. Nhanh lên. Kem chống nắng thì là sản phẩm mọi người nên dùng hàng ngày nha mọi người. Khi ra đường thì mình dùng. Đúng rồi. Dùng hàng ngày. Hả? 21 giờ 56 phút rồi mọi người ơi. 4 phút nữa thôi là 22 giờ rồi mọi người ơi. Chúng ta cùng nhau vào trong 4 phút nữa 10 giờ là tắt lại. Mọi người ơi, sản phẩm đang có trong giỏ hàng mọi nhanh người. Nhanh lên đưa cho mọi người. Số lượng có hạn, giới hạn luôn mọi người cho mình. Mọi người tranh thủ mình mua ủng hộ giùm em nha mọi người ha. Kem chống nắng thì mọi người ra ngoài mọi người nên xài nha mọi người. Còn 4 tiếng thì mình xài lại một lần. Đó, ai mà vận động mạnh đi ngoài đường nhiều sao? Mấy tiếng mình xài.